Xin chào tất cả mọi người, Phúc trở lại rồi đây. Và hôm nay sẽ là một cái vlog bóng đá phải nói là siêu thú vị. Sẽ là hành trình tiếp theo đồng hành cùng với cả đội tuyển Việt Nam. Và lần này thì chúng ta đang có mặt tại Dubai. Và đây là vòng loại World Cup. Chúng ta đang chinh phục giấc mơ dự World Cup các bạn nha. Rất là to lớn, rất là vĩ đại và rất là hào hùng. Thì mình xin cảm ơn bạn Quân, một người em của mình đã quay video này và gửi về cho Phúc để Phúc có thể biên tập lại và up lên cho mọi người cùng xem. Mặc dù lần này thì mình không thể đi UAE được, nhưng mà mình hứa là vẫn sẽ có những clip này và những bức ảnh thật là thú vị về đội tuyển Việt Nam để cho mọi người cùng xem trên YouTube của mình cũng như là trên Facebook của mình mọi người nha. Thì chúng ta sẽ bước vào buổi tập ngày hôm nay, một buổi tập rất quan trọng để chuẩn bị cho trận đấu với cả đội tuyển Jordan, một trận đấu giao hữu. Và trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 23:45 theo giờ Việt Nam, tức là 20:45 theo giờ của Dubai. Đây là một trận đấu với rất là nhiều mục đích quan trọng của thầy Park Hang-seo. Và mục đích đầu tiên đó chính là để làm quen với giờ thi đấu và thời tiết buổi tối tại UAE. Các bạn biết đấy, thì ở UAE thì bây giờ nhìn vậy thôi nhưng mà trời nóng lắm, 30+ độ đấy, không đơn giản đâu. Và thứ hai là đá trong một cái khung giờ mà buổi tối khuya như vậy thì chúng ta cũng cần phải làm quen. Và trận đấu giao hữu này thì chúng ta sẽ đá được đúng với cái khung giờ mà chúng ta sắp tới thi đấu với ba đội tuyển là UAE này, Indonesia và Malaysia. Thì đây cũng sẽ là một cái giúp cho cầu thủ chúng ta định hình được cái múi giờ và có một cái trải nghiệm tốt nhất trước trận đấu sắp tới. Mục tiêu tiếp theo của thầy Park đó sẽ là thử nghiệm nhân sự và các mảng miếng chiến thuật. Theo như quy định của hai bên thì trận đấu này sẽ được tổ chức theo hình thức đá kín hoàn toàn mọi người nha, và sẽ không có khán giả và cũng không mở cửa cho truyền thông, nên là đây sẽ là một cơ hội rất tuyệt vời cho thầy Park để thoải mái thử nghiệm các nhân sự mới này cũng như là các mảng miếng chiến thuật mới để có thể là phục vụ tốt nhất cho các trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Và một mục tiêu tối thượng tiếp theo đó chính là tìm người thay thế cho thủ môn Đặng Văn Lâm các bạn nhé. Như mọi người đã biết thì rất là đen đủi một chút, đó là chúng ta đã mất Văn Lâm, bởi vì Văn Lâm thì đang là F1 của dịch Covid lần này và Văn Lâm thì không thể sang được. Nhưng mà Văn Lâm thì cũng đã gửi lời chúc đến các cầu thủ chúng ta rồi. Thì bây giờ chúng ta đang có 3 thủ môn, đó chính là thủ môn Văn Hoàng, thủ môn Văn Toản và một thủ thành rất là giàu kinh nghiệm, đó chính là Tấn Trường. Vậy thì chúng ta, theo các bạn thì ai sẽ là thủ môn bất chính của đội tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup? Thì mình nghĩ là cái trận đấu thử nghiệm này cũng sẽ là một cái nhìn nhận để thầy Park biết là chúng ta sẽ chọn ai. Và một mục tiêu tiếp theo của chúng ta ở trận đấu giao hữu lần này đó là chúng ta phải làm sao tránh những chấn thương không đáng có. Bởi vì trong bóng đá thì những pha va chạm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên ở trận đấu giao hữu với Jordan thì những chiến binh sao vàng của chúng ta cần hết sức cẩn thận, bởi vì chỉ một chấn thương, một sơ sẩy nhỏ thôi, lực lượng của chúng ta bây giờ đang đã bị thiếu vắng rất là nhiều người rồi. Và nếu mà chúng ta mà một chút gì đó không may thôi thì rất là phí các bạn ạ. Nên là mình rất là mong là trận đấu này thì các cầu thủ chúng ta sẽ tránh được những chấn thương không đáng có. Bởi vì sắp tới đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu là 3 trận mà trong vòng 8 ngày các bạn nhé. Nên là cái lực lượng đầy đủ là một cái điều rất là quan trọng và cần thiết. Và một mục tiêu tiếp theo đó là chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng nhất gặp đội chủ nhà UAE. Không phải là vô cớ mà đội tuyển Việt Nam chúng ta lại chọn Jordan là quân xanh cho thầy Park đâu. Mà bởi vì đây là một đội bóng của Tây Á và có lối chơi cũng khá là tương đồng với cả UAE, đội chủ nhà của bảng G. Và đây chính là đối thủ tranh chấp trực tiếp tấm vé đi tiếp của chúng ta. Nên là việc đối đầu với cả Jordan cũng sẽ là một cơ hội để chúng ta có thể là thử nghiệm và làm quen. Và mình tin là ở trận đấu quan trọng nhất với cả UAE vào ngày 15 tháng 6 tới thì Việt Nam của chúng ta sẽ có một chiến thắng. Và Phúc tin là Việt Nam chúng ta sẽ đi tiếp. Còn các bạn thì sao? Hãy cùng Phúc chia sẻ một comment ở đây, một like ở đây, và hãy cho ý kiến của các bạn đi nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này, và đừng quên là ủng hộ Phúc trong những hành trình tiếp theo nha. Bye bye mọi người.